Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Nhịp sống miền Tây hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sau. Kết quả bước đầu từ công tác giảm nghèo ở các huyện miền núi của tỉnh giai đoạn năm 2016-2018. Phóng sự Tuổi trẻ huyện Ngọc Lặc gắn gìn giữ văn hóa truyền thống với xây dựng nông thôn mới. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Năm 2016 đến nay, chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững tại 11 huyện miền núi của tỉnh đã thu được những kết quả quan trọng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3,84% một năm, thu nhập hộ nghèo tăng khoảng 1,74 lần, cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các huyện nghèo, xã nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tăng cường, chỉ số tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản đều giảm, đời sống hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số không ngừng được cải thiện cả về sinh kế và nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội. Việc ra soát, lựa chọn đối tượng thụ hưởng chính sách cơ bản được thực hiện công bằng, công khai, dân chủ đúng đối tượng. Các hoạt động phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo cơ bản đáp ứng, phù hợp với nhu cầu, điều kiện lợi thế của vùng, trình độ sản xuất của hộ nghèo. Việc quản lý sử dụng các nguồn kinh phí hỗ trợ cơ bản đúng mục tiêu, có sự lồng ghép hiệu quả. Từ những chủ trương chính sách của nhà nước và của tỉnh về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2018 đã có hàng chục nghìn lượt hộ nghèo được tạo điều kiện phát triển sản xuất, đồng thời hỗ trợ thực hiện được 115 mô hình phát triển sản xuất và 22 mô hình giảm nghèo do cấp xã làm chủ đầu tư, tạo điều kiện cho hơn 1.300 hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên thoát nghèo. Đến nay, tại 11 huyện miền núi của tỉnh đã có 14 xã và 6 thôn bản thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, 6 xã đặc biệt khó khăn đạt chuẩn nông thôn mới. Riêng huyện Như Xuân thoát khỏi huyện nghèo theo nghị quyết 30A của chính phủ. Đây là những hình ảnh về lễ hội Bản Bù, một trong những lễ hội lớn được tổ chức hàng năm của cộng đồng đồng bào dân tộc Mường, huyện Ngọc Lặc. Đến với lễ hội này, không chỉ có những nghệ nhân thuộc các câu lạc bộ văn hóa dân gian dân tộc Mường, mà còn có sự tham gia của hàng trăm đoàn viên thanh niên đến từ 47 cơ sở đoàn trên địa bàn toàn huyện. Với tinh thần kế thừa phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, những năm qua, Tuổi trẻ huyện miền núi Ngọc Lặc đã chú trọng đến việc thành lập và duy trì hoạt động các đội văn nghệ ở hầu hết các cơ sở đoàn. Thông qua các hoạt động biểu diễn văn hóa văn nghệ, các tiết mục mang đậm nét văn hóa truyền thống như hát đối, hát giường, giao duyên, múa bổn bông đã khơi dậy các phong trào văn hóa văn nghệ, thu hút đông đảo các thành phần lứa tuổi tham gia, từ lễ hội Bản Bù đến ngày hội văn hóa các dân tộc toàn tỉnh và gần đây nhất là ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam tổ chức tại tỉnh Quảng Nam. Với mỗi đoàn viên thanh niên nơi đây được hòa mình vào những sự kiện văn hóa lớn của địa phương, không chỉ là ý thức trách nhiệm mà còn là sự đam mê, niềm tự hào về truyền thống văn hóa lịch sử của dân tộc mình. Tôi rất vui và hạnh phúc khi được tham gia lễ hội này và tôi rất thích lễ hội này. Vì lễ hội này là một nét đẹp của quê hương tôi và giúp mọi người có thể hiểu biết hơn về quê hương tôi. Còn đây là một buổi giao lưu văn nghệ của đoàn thanh niên xã Quang Trung. Từ những hoạt động thiết thực như thế này, các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc được gìn giữ và phát huy. Song song với phong trào, thanh niên góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống, các đoàn viên thanh niên trên địa bàn còn nỗ lực trong phong trào thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới. Theo đó, hàng chục công trình phục vụ dân sinh được xây mới, sửa chữa, hàng chục km đường giao thông liên thôn, xóm được bê tông hóa. Nhiều mô hình trang trại, gia trại do thanh niên làm chủ có hiệu quả kinh tế cao được xã lấy làm điểm nhân rộng trên địa bàn. Cho đến nay, xã Quang Trung đã đạt 18 trên 19 tiêu chí về nông thôn mới và sẽ hoàn thành tiêu chí còn lại trong quý 1 năm 2019. Ban thường vụ đoàn xã cùng với ban chấp hành sẽ phối hợp tổ chức xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, trong đó tập trung vào cái phát triển theo cái kế hoạch của huyện, nhiệm vụ chính trị kinh tế của xã để chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng mùa vụ và sản xuất
hàng hóa theo cái hướng cung cấp ra thị trường. Thì trong đó thì tập trung xây dựng các mô hình phát triển kinh tế do đoàn thanh niên làm chủ. Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, tuổi trẻ Ngọc Lặc đã đẩy mạnh công tác tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi mang lại hiệu quả cao, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển. Đây là trang trại tổng hợp của anh Quách Văn Toàn ở thôn 2, xã Ngọc Liên, huyện Ngọc Lặc. Là bí thư đoàn xã, những năm qua, anh Toàn đã luôn nêu cao tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Theo đó, từ cuối năm 2017, anh Toàn cùng với hai đoàn viên khác trong ban chấp hành đoàn xã đã mạnh dạn đề nghị với Ủy ban dân xã Ngọc Liên đứng ra nhận khoán hơn 3 hectare đất để phát triển kinh tế. Được chính quyền xã tạo điều kiện, sự đồng hành của ban chấp hành huyện đoàn huyện Ngọc Lặc, anh Toàn đã huy động được nguồn vốn trên 700 triệu đồng để đầu tư vào trồng cam, bưởi, hành chăm, ớt xuất khẩu. Ngay ở vụ thu hoạch đầu tiên, anh Toàn đã đạt trên 300 triệu đồng. Riêng diện tích trồng ớt xuất khẩu đã cho sản lượng gần 10 tấn, giá trị trên 200 triệu đồng. Hành chăm 150 triệu đồng. Mô hình này đang được Ban chấp hành huyện đoàn huyện Ngọc Lặc lấy làm điểm và nhân rộng ở tất cả các cơ sở đoàn. Là một cán bộ đoàn viên thanh niên, bản thân tôi thì cũng rất là trăn trở về vấn đề phát triển kinh tế. Và đặc biệt, cũng nhờ cái vấn đề phát triển kinh tế để tập hợp đoàn kết cán bộ đoàn viên thanh niên, mà mục tiêu phát triển kinh tế là tạo công ăn việc làm cho cán bộ đoàn viên thanh niên. Không chỉ khuyến khích đồng hành cùng thanh niên trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, tuổi trẻ Ngọc Lặc đã phát huy vai trò xung kích tình nguyện, tích cực tham gia đảm nhận các công trình phần việc thanh niên, đẩy mạnh các hoạt động vì cộng đồng, cụ thể như tổ chức Ngày Chủ nhật Xanh tại các xã Quang Trung, Phúc Thịnh, Đồng Thịnh, duy trì việc tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ với các câu lạc bộ văn hóa dân tộc Mường tại các xã Cao Ngọc, Ngọc Liên, Thạch Lập, huy động đoàn viên thanh niên quyên góp hơn 40 triệu đồng ủng hộ xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang khuôn viên các nhà văn hóa thôn xóm, giúp đỡ 32 hộ gia đình chính sách, gia đình neo đơn về nhà ở, vân vân. Cùng với đó, ban chấp hành huyện đoàn huyện Ngọc Lặc cũng đã triển khai thực hiện lồng ghép có hiệu quả nhiều phong trào cuộc vận động trên địa bàn như thanh niên xung kích tình nguyện phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc, thanh niên với việc gìn giữ phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là duy trì tham gia hoạt động những buổi sinh hoạt văn hóa văn nghệ truyền thống của dân tộc Mường, qua đó tạo chuyển biến có tính đột phá cho các phong trào thanh niên. Từ những hoạt động trên, tuổi trẻ huyện Ngọc Lặc đã góp phần cùng với các địa phương hoàn thiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Đến nay, huyện Ngọc Lặc đã có 225 trên 281 thôn xóm khai trương xây dựng làng văn hóa, có 94 câu lạc bộ văn hóa văn nghệ. Trung bình toàn huyện đạt 12 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Có 3 xã về đích nông thôn mới, 5 xã đạt 12 tiêu chí trở lên. Các thiết chế văn hóa trên địa bàn huyện dần được hoàn thiện, đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, giải trí của nhân dân. Các cấp bộ đoàn trong toàn huyện đã tích cực hưởng ứng và xây dựng được nhiều công trình phần việc thanh niên có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả để chung tay xây dựng nông thôn mới. Cụ thể như là tu bổ đường giao thông nông thôn, rồi giúp nhân dân thu hoạch hoa màu, rồi đảm nhận công trình phần việc để chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa các thôn làng bản trong địa bàn toàn huyện. Huyện đã xây dựng nhiều cái chương trình đề án và kế hoạch. Ví dụ những cái di sản phi vật thể đã được công nhận thì huyện đã có kế hoạch bảo tồn, truyền dạy và hiện tại đã cho tổ chức mở một số lớp cho cả thế hệ trẻ để có cái tiếp cận và phát huy. Và những cái nét đẹp này, những cái ảnh hưởng của cái tầm văn hóa này nó cũng góp phần cho nhân dân là động viên nhau cùng xây dựng làng mình, phố mình, huyện mình để phát triển kinh tế, góp phần đến xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Thực tế cho thấy, việc phát huy vai trò của tuổi trẻ trong gìn giữ văn hóa truyền thống gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Ngọc Lặc đã và đang góp phần không nhỏ vào sự phát triển chung của toàn huyện, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân, đánh thức tiềm năng, thế mạnh của văn hóa làng bản, phục vụ phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. Qua đó, làm sáng lên những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trong đời sống hôm nay.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chuyên mục Nhịp sống miền Tây của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.